Úi dồi, con tôm to chưa? Mình cũng đi chụp rồi, nhiều tôm lắm. Ừ. Con chứ nhiều hơn chắc ai bẫy qua rồi sao? Đây một cái. Ừ, khôn lắm. Ngon chứ? Không biết miệng đâu. Ngon quá hả? Đây, 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 hắn ra, hắn ra. Cái làm này phải làm cái rộ nghề vậy nghề. Đánh nghề. Đánh nghề vào ấy. Ừ. Chạy sang nãy. Bám vào nó xin xin. Tăng ngón ấy. Thoải mái đặt bẫy rồi mới đi tìm măng về. Thoải mái. Nhiều nước này làm được gì? Bây giờ phần nó vẫn làm nhưng mà chứ là nó bị đủ cái ấy như là cái dưới đầu nghe tiếng nó đã hốt rồi. Đang đánh ong mọi người. Đây, đang ở cái điểm sáng sáng này. Mọi người trèo lên móc. Nhìn thấy cái gì? Đâu để anh soi bên này mới thấy. Em ở dưới đây thấy rồi. Hả? To lắm. Ấy. Em móc thế là được rồi đấy. Chúng nó không mắc thôi. Giật dứt khoát từng phát một đi cơ. Giật mẹ cái cành bé kia gãy đi. Ừ. Cành bé này mà, đây nay trúng rồi đấy. Không, cành kia cành to. Trúng rồi, trúng rồi. Bây giờ em thò lên cái ngọn của cái cây nó ở cái đây xong là giật phát là tổn rồi, không cần cành đâu. Đấy, lên hẳn trên đi, trên đỉnh ấy. Đấy. Qua trái. Cho qua bên trái của cái em ấy, bên trái của em nó ở cái thân ấy. Đấy, đây thò ra nữa đi đấy. Chứ không giật được cả cái cành ngọn kia đâu. Ngồi. Giật cành kia còn khó cơ mà. Đấy. Đấy, rơi xuống một nửa rồi. Xem nhá, chi với anh Tuấn xem vào đầu ấy. Còn giật được không? Cành bé bị ngang ấy. Anh này này. Em thò vào ra ngọn nó giật chứ. Ấy rồi rồi.
Cái gì tay cũng vòng nữa. Cười chơi chơi mình không kịp chơi. Cười chơi chơi mình không mệt thôi nè, mệt không phòng nè. Đi đây không? Mà cháu đây. Nhà đi mà. Ôi dồi ôi. Về thần có đèn nét à? Cả lớn mà. Thế này. Phải phu phu này được. Đâu đó. Đâu. Đâu. Quay to nó quay đó rồi. Quay chiếc chiếc đâu. Quay thằng ấy. Cái phu đây hạch phần. Chiếc này tàu. Chéo lên rồi. Tàu. Thế hả? Cái này cả chạy mò thôi. Cái ngoài xấu. Các bạn nhá. Ba cái. Ra con. Đây. Ra.